biết em tên gì ấy? Em tên Dung ạ. Em tên Dung. Đấy là tên thường ngày của em hay là em còn tên người Mông nào nữa? Tên người Mông cũng gọi thế mà. Cũng gọi là Dung à? Còn anh tên gì? Anh á? Anh tên là Dương. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em ơi. Ừ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Anh chẳng muốn nói cho anh biết đấy. Sao lại không muốn nói cho anh biết? Năm nay em 18 tuổi. 18 tuổi á? Có người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu? Bây giờ anh đang đứng đây đợi. Có ai về làm quen không? Thế anh làm quen được không? Vâng, được. Anh năm nay cũng tròn đôi mươi thôi. Thế mình hợp nhau đấy nhỉ? Em nhà ở đâu? Nhà em ở Cốc Ly. Không, Cốc Ly, anh biết là Cốc Ly rồi nhưng mà ở chỗ nào cơ? Nậm Hán. Nậm Hán á? Vâng. Có xa chỗ này không? Cũng gần thôi mà. Cũng gần à? Tí anh có thể vào nhà em chơi được không? Được mà. Nhà em có mấy người đấy? Nhà em có... Ô, anh hỏi cái tên... Anh phải hỏi chứ bởi vì là anh... Anh cứ hỏi em. Bác hại em còn chẳng được hỏi anh ấy. Thế em hỏi anh đi nào. Anh có vợ chưa? Anh chưa. Đương nhiên là anh chưa chứ, anh có vợ mà anh đi tán em thế này á? Em sợ lên như thế. Anh có người yêu chưa? Anh cũng chưa. Thế thì mình tới với nhau đi nhỉ? Em định nói cậu đấy rồi đâu. Tí em cho anh xin số nhá. Bây giờ em còn muốn cho hình như xem bạo đấy. Anh cứ tưởng là con gái là phải e thẹn chứ mà em bạo quá. Thì tại vì... À tại vì là em kiểu này là chắc là muốn có người yêu ấy nhỉ? Tại vì em thích anh mà. Tại vì thích anh á? Thôi may mắn quá nhỉ. Anh ở từ bé giờ chưa được ai chủ động bảo là thích trước ấy. Anh thề luôn. Em tên Dung đúng không? Vâng, chắc tại anh đánh đá quá. Đánh đá? Anh mà đánh đá? Nhìn giống giống. Nhìn cũng giống đánh đá. Ăn gì chưa? Em chưa. Chưa ăn gì á? Đi ăn gì đi? Đi ăn đâu? Ăn đâu cũng được. Em biết chỗ nào ăn ngon ngon không? Em thấy em có biết đâu. Có chỗ quán phở nào? Em có mà. Hả? Em anh thấy có. Hả? Trời mưa rồi đấy, vào trong này đi em. Nậm Hán á? Nậm Hán cách chỗ này bao nhiêu cây? Gần 7 cây gì đấy. Gần 7 cây á? Đi xuống dưới này hay đi lên? Đi lên. Đi lên à? 7 cây. Em đi xe máy hay gì ra đây ấy? Em đi bộ thôi mà. Bục phẹt. Thật đó anh không tin à? Đi bộ á? Đi bộ 7 cây sáng dậy sớm đi à? Đúng rồi đó. Em toàn điêu thôi. Làm gì em nói nghiêm túc thế mà. Thế á? Ôi, thế mà đi giày cao gót này đi xa thế mà ấy à? Không đau chân à? Đau chân không? Tí anh trở về luôn. Được thế thì còn gì bằng nữa. Được thế thì còn gì bằng nữa. Được ấy. Đi ăn gì đi. Ăn chưa? Em thích ăn gì? Thế anh thích ăn gì? Em ăn gì anh thích ăn đấy luôn. Ừ, em cũng định nói câu đấy nhưng... Đi chỗ khác xem có cái gì ăn thì đi. Em dẫn anh đi đi. Bởi vì là... Ngại á? Ừ thế anh bỏ đi xong bây giờ mình đi nhá. Có vợ là thế nào đi? Thì không phải. Mà là em sợ lỡ như anh có vợ em. Sao em nhìn anh, nhìn cái mặt của anh nhìn giống người có vợ lắm à? Nhìn không giống. Cái đường này còn sạch hơn cái đường của anh. Hả? Nhìn không giống nhưng mà tại em đang nghi thôi mà. Đang nghi á? Tại em đang nghi á? Vâng. Em cứ yên tâm đi là anh chưa có vợ nhá. Vâng. Tí mình xin số xong rồi xin Facebook của nhau cái nhá. Vâng. Em có dùng Facebook gì, Zalo gì không? Có, em cũng định cho anh rồi. Ôi anh chán em rồi đấy. Xem bạo. Sao em bạo đấy? Hả? Kiểu này là FA lâu quá rồi đúng không? Không phải mà. Hả? Không phải á? Thế Facebook của em là cái gì đấy? Hả? Đấy chỉ là em nghĩ. Cái gì? Đấy chỉ là em nghĩ á? Vâng. Có tên Facebook hay thế sao lại đấy chỉ là em nghĩ? Thì đấy chỉ là em nghĩ em thích anh thôi. À. Anh nghĩ là anh thích em. Thì hóa ra là cái tên Facebook của em nó cũng đã như kiểu biết trước tương lai của mình đến được nhau á nhở? Vâng. Thế là bây giờ là sắp có người một rưỡi đấy.
bây giờ lại sắp mưa. Sắp về chưa? Em sắp về rồi nhưng trời lại sắp mưa nữa. Trời sắp mưa á? Vâng. Có mưa đâu em? Mưa. Mưa mấy hạt không? Mấy hạt gì? Mưa có mấy hạt không? Thế là em đi về là đi theo đường trên này lên. Em đang đợi anh. Anh đưa em về nhé. Vâng. Nhà em xe máy có vào đến tận cửa nhà không? Có. Có. Hai bánh bao nào cũng nào. Em đang chờ họ. Chờ ai nữa? Chờ Thím. Thím á? Thế tí hai thím cháu đi bộ về. Thế ví dụ anh đưa em về thì thím em làm như nào? Tí thím của em nó tìm đi, nó tìm không thấy thì sao? Dạ. Yeah. Nó lại tưởng anh lấy em đi bán đấy nhỉ? Đúng rồi. Em lầy nó vừa thôi. Em có vẻ thích ăn bánh cuốn nhỉ? Em không phải mà, em mang đi cho mấy cháu em. À, mấy cháu em thích ăn bánh cuốn à? Cái đấy là anh trao cả yêu thương của anh vào trong đấy rồi đấy. Vâng, em biết vậy. Nhưng mà nếu là thế thì chắc em không muốn ăn đâu. Thôi cứ ăn đi cho anh vui nhá. Nhưng mà ăn lỡ như ăn... Hả? Lỡ như ăn làm sao? Anh không, anh bỏ bùa yêu vào đấy, em được ăn miếng nào nhá. Vâng. Em ăn một miếng là em yêu anh luôn đấy. Dù gì thì em đã thích anh. Ôi dồi ôi. Hôm nay chủ động được cô gái tán sướng quá các bạn ạ. Các bạn thấy thế nào? Đi về chưa? Hai bánh bao nào cũng nào. Dung là sinh năm 2000 đúng không? Anh đừng có mặc quen em thêm. Ngại á? Anh có cho em nổi tiếng đâu. Anh chỉ cho xong anh về anh tự xem, mở máy tính anh tự xem thôi, anh không cho lên đâu đâu. Thề luôn. Nhìn mặt anh có giống nói điêu không? Thế ví dụ là không đợi được Thím thì như nào? Thì chúng mình cùng nhau về nhỉ? Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Anh cho anh hỏi nhá. Tại sao người Mông, người dân tộc Mông của em toàn người sinh nhỉ? Tại vì em không biết. Hả? Hay là có bí quyết gì không? Dạ. Em không biết. Thực phẩm ăn có cái gì nó lạ không mà toàn người sinh đấy? Có gì đâu. Ăn cơm với gì mà ăn cơm với cái gì mà xinh đấy? Nhà em thì em chỉ ăn cơm với ớt thôi. Ăn cơm với ớt cũng xinh à? Anh cũng là một thằng ăn ớt khỏe, sao anh không đẹp trai lên tí nào nhỉ? Sau đấy anh có ăn cơm này, rau này, các kiểu này. Còn em chỉ ăn cơm với ớt. À, có nghĩa là ăn cơm với ớt không thì sẽ xinh. À, đây là bí quyết làm đẹp của là em Dung nhá. Ăn cơm với ớt không sẽ rất là xinh, xinh như kiểu Dung luôn. Em không có số của cô à? Dạ, không. À, Thím nhá, nhờ. Thím ấy, Thím. Anh bị loạn rồi, nói chuyện với em anh bị loạn rồi. Thím này cô nhỉ? Thím ạ. À. Thím à, ừ. Em không có số à? Có. Có. Nhưng kiểu em không biết. Nên anh cho mượn này. Em cũng định nghĩ thế đâu. Cái gì em cũng nghĩ. Lúc nãy xin số em cũng bảo là em cũng nghĩ thế, như thế đấy. Sắp cho anh số rồi đấy. Có thấy ngày từ trước giờ em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Em ạ. Ừ. Em không à. Không à? Em có biết yêu là thế nào đâu. Em toàn phét. Anh nhìn em là mặt em gian lắm. Mặt em gian lắm. Làm gì em nói thật mà. Tại em nhìn thấy cái mặt của anh nó hiền quá rồi em toàn lừa anh rồi. Anh á. Ừ. Em thấy có hiền đâu. Không hiền á? Em nhìn cái mặt anh nó có cái điểm nào dữ tợn mà bảo không hiền. Có mà. Hả? Chỗ nào? Em thì chỗ nào cũng có. Em điều nó vừa rồi. Đi vào chỗ nào, đi vào chỗ nào có ô đi. Ở đây sợ em dính mưa, dính hết đầu này. Trong này, kìa. Không cho đứng à? Để anh đi, anh bảo họ nhé. Đi đi cùng anh đi. Anh. Bây giờ em ý là đang đợi cô để về cùng, đợi mãi. À, gì ạ? Lại lúc thì Thím, lúc thì gì, lúc thì cô đấy em. Sao? Anh thế là gì đúng không? Tóm lại là gì? Ừ. Tóm lại là gì nhá? Thế hôm nay, thế bây giờ chốt lại là gì nhá? Ừ. Thế thì, đây mình lên trên kia đứng đi em. Mình lên trên kia đứng đi. Đi. Anh
Hải, mày thấy tao với em này có hợp đôi không? Không hợp cho lắm, em không hợp. Không hợp á? À? Thằng này được. em nhận xét là em thấy anh em với anh có hợp nhau không? Quá. Em ấy bảo là quá hợp rồi gì nữa. Thằng Hải không biết gì. Em nhỉ? Vâng, đúng rồi. Đây lúc nãy đi mua bia bánh cuốn cho em ăn. Để em cầm về cho bà em. À để em cầm về cho cháu em ấy ăn, cho anh miếng. Đây. Ơ cái này anh bỏ bùa yêu của anh vào đây xong em để cho người khác không sợ à? Vâng, thì tại vì... Tại vì làm sao? À thì tại vì chắc là em tốt quá. Chắc là em tốt quá. Em tốt quá mà em lấy cái yêu thương của anh cho em mà em đi cho người khác. Thế là không được đâu nhá. Em xin ạ. Lại xin. Đúng rồi. Cậu nhau cậu thể. Cậu đúng không? Tí em anh mà nói sai người ta lại cười vào mặt anh nhá. Có đúng không Dung? À thì đúng. À đúng à? Thế em phải nói gì với anh đi chứ? Khen anh các kiểu hoặc là bảo anh như thế nào đi chứ? Thế anh muốn em khen anh như thế nào? Cứ khen bảo là anh cũng khá là đẹp trai chẳng hạn, ví dụ như thế. Ừ, được không? Anh có ông chồng thính nhạc và thổ thọ. À thế à? Thôi sao nhiều từ đấy. Anh khen được có 4 từ mà em khen là 6-7 từ. Thì anh bảo anh là người Mông nhưng bây giờ hiện tại bây giờ anh đang bị mất gốc. Anh có phải người Mông đâu, anh thù đùa em đấy. Anh là người, em đoán xem nào. Người gì? Người Kinh à? Không. Người gì? Chắc chắn là không phải người Kinh rồi. À, người Phù Lá. Không phải người Phù Lá. Thế là người gì? Em đoán xem nào. Tại vì em chẳng biết mấy cái dân tộc ít người, cái dân tộc gì đấy. Dân tộc Nùng à? Sắp đúng rồi đấy. Em biết nói tiếng Nùng mà. Ha xem nào. Ha? Ừ. Ha cầm lắng ạ. Ha là cu kiểu gì nhỉ? Anh cũng không biết nói tiếng Nùng. Em biết nói tiếng Tày không? Tiếng Tày á? Ừ. Em không. Anh người Tày đấy. Anh là người Tây á? Ồ, nhân tiện bây giờ em đang thích học tiếng Tây, anh dạy đi. À, thích học tiếng Tây, anh dạy nhá. Thế bảo là chín khẩu. Chín khẩu. Chín khẩu á? Chín khẩu là tiếng Nùng mà anh. Chứ hay tiếng Tây không thế. Là ăn cơm nữa. Chín khẩu nghĩa là ăn cơm rồi cơ. Chẳng lẽ tiếng Tây cũng thế? Thế tiếng Tây nói là đi chơi thì nói như thế nào? Là phải học nhau. Ừ, tiếng Tây là phải lín. Anh nhìn á? Thì đúng rồi. Công nhận tiếng Tây nó khó nói. Em nói cái câu này đi. Dung ngài ải. Dung ngài ải. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trời mưa to. À. Dung ngài ải. Vâng. Nói lại xem nào. Em nói không được. Dung ngài ải. Đấy là em, đấy anh bảo là Dung yêu anh đấy. Để Dung vừa nói Dung yêu anh xong rồi nhá. À, đấy là anh gái em đấy. Em bắt đầu thích anh rồi đó. Bắt đầu thích anh rồi. Hay là anh ơi. Hả? Hay là mình đến với nhau luôn đi. Đúng rồi, em định nói câu đấy. Cho anh xin số nào. Thật đấy. Em định cho. Đọc đi. 012 01 21 01277. Vâng. 01277 531. Vâng. Đánh nháy nhá, nháy luôn nhá. Anh phải biết chuẩn vào nhá. Chứ anh biết không chuẩn anh đừng có bảo là em cho không đúng. Quái là anh cầm điện thoại anh đơ luôn này. 01. Sao số của em như nhiều số đấy? Hình như nó giảm thiểu đi số đầu số 01 rồi mà. Ừ đúng rồi, nhưng em cố tình đọc thế, ai bảo anh cũng biết thế. Anh lại oánh cho bây giờ. Em lại còn chơi khó anh nữa cơ. Làm gì? Thế bây giờ là của em là Pina đúng không? Đúng rồi. Thì thay thành như thế nào nhỉ? Em, dạ em không biết, chính vì em không biết anh. Đây là một trong những cô gái mà mình thấy là nói nhiều nhất từ trước giờ ấy, mà mình đã làm quen đấy. Mà mình đã từng làm quen đấy. Dung ạ. Dạ. Em để lại một ấn tượng rất là tốt trong lòng anh luôn đấy. Thật đó. Thật mà.
biết thế đã, anh lưu vào đó nhá, lưu là nội dung xinh đẹp vào đây. Vâng, em thích nhất là những câu như thế đấy, dung xinh đẹp, cốc ly nâm hán, nâm hán. Vâng. Thế bây giờ là thích anh chưa nào? Thích rồi. Thích rồi á? Em bảo thích từ cái nhìn đầu tiên rồi mà anh cứ không tin đâu. Thích luôn từ cái nhìn đầu tiên. Vâng, em nói chuyện thì anh giờ mà anh không tin. Không, kiểu em mặt em nó điêu điêu kiểu gì, anh chưa tin được mấy. Thế bây giờ bây giờ anh bắt đầu tin rồi đấy. Em biết là anh bắt đầu tin cho nên em bắt đầu tin. Thế bây giờ là anh bắt đầu cu su lu cầu ấy. Hả? Phải không? Có phải không? Đúng. Đúng á? Ừ. Trời mãi không tạnh nhà em nhỉ? Em chỉ thích cho nó được to to chút để em còn ở đây lâu hơn. Để em được ở đây lâu lâu xong rồi chúng mình được đứng gần nhau thêm thêm một thời gian là dài nhá. Ừ, đúng rồi. À, đúng rồi. Anh cũng hiểu ý của em đấy. Ừ, đúng rồi. Em cũng đọc được ý của anh luôn đấy. Em còn thấy anh không hiểu được. Trời mưa lắm các bạn ạ. Mãi không biết tạnh. Cứ mưa này không biết lúc nào em Dung của mình mới được về nữa. Dung nhỉ? Xong rồi. Gì của em không biết là đi đâu lâu đấy nhỉ? Em bảo anh làm đẹp thì em phải đưa tiền cho anh đi cắt tóc chứ. Không, thế thì em cũng định nghĩ thế. Nhưng mà lỡ như anh làm đẹp quá anh lại nhìn thích em. Không, anh chung thủy lắm, đẹp đến mấy thì em vẫn thích em luôn. Ví dụ như đã yêu nhau ấy. Ví dụ ạ? Đang nói nhiệt. Đang nói nhiệt. Dung ơi là Dung, anh thích em lắm rồi đấy. Thế bây giờ em thấy anh chưa đẹp lắm rồi mà em bảo anh đi làm đẹp lắm. Tại vì em thấy anh cũng đẹp rồi. Em cố tình bảo anh đi sửa đẹp cho nên sau đó. Lợi dụng những lúc mà anh không nhìn thấy cắt luôn cho nó xấu xấu ấy. Em sao em đẻo nhỉ? Thì chính vì em sợ mất anh quá mà. À, ừ. Em làm cho anh xấu đi để anh các cô gái khác không nhìn thấy anh nữa đúng không? Đúng rồi. Xấu, anh xấu quá không thèm yêu nữa. Đúng rồi. Để em sở hữu mỗi mình anh nữa đúng không? À thế cơ đấy. Ừ. Em mới bảo mình đi làm đẹp, đi cắt tóc phải các bạn. Dung ơi, Dung. Dạ. Dung à, em nhìn ra đây. Em xinh quá. Anh cứ làm thế em. Từ sáng đến giờ em chưa ăn cái gì luôn á? Em á, ừ đúng rồi. Chưa ăn cái gì luôn. Thế về tí ăn, nhớ ăn cái này nhá. Vâng, em nhớ rồi. Phải ăn cái này, anh để bố yêu vào đấy rồi đấy. Vâng, em nhớ rồi anh. Ăn một miếng em cũng sẽ yêu anh đấy. Anh cứ nhắc đi nhắc lại làm phải cái nhắc đi mình. Nhắc lại cho em nhớ. Thì anh nhắc nhiều như thế em chẳng quên rồi. Thôi em nhớ về phải ăn nhá. Vâng, em nhớ rồi. Có khi là bây giờ anh về đây. Vâng. Bởi vì là gì của em lâu quá. Anh về nhá. Vâng. Có cho anh về không nào? Dạ em định là không cho nhưng mà nghĩ ra em đổi ý. Em đổi ý cho anh về nhá. Cho anh cảm ơn em nhá. Vâng. Có gì về mình nhắn tin sau nhá. Vâng. Được không? Em còn tưởng bây giờ vừa đi vừa. Dũng hay là Dũng? Em lầy vừa ơi. Em lầy quá. Lầy thật. Đâu có. Thế là bây giờ tí về anh nhắn tin em trả lời anh luôn nhá. Anh nhớ là về đến nhà luôn rồi. Ừ, nhắn ngay anh về. Để về anh xuống xe anh nhắn ngay. Yên tâm đi. Thế nhá, em ở đây nhá. Ừ, anh về đây. Anh về đây. Bye bye em. Bye bye em. Bye bye anh đi. Thế bây giờ mình sắp yêu nhau rồi mà em không bye bye anh được một cái à? Thì em định thế thật nhưng cho, mà... Cho phép anh lưu ảnh của em tí nhá. Lưu ảnh của em làm gì? Em làm gì? Nhìn em đẹp quá. Ôi, em sợ. Em sợ. Thôi giúp anh về đây. Chào em nhé. Sau một cái thời gian tán phét thì bây giờ mình quyết định là mình về thôi các bạn ạ. Trời mưa khá to đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.